Sau đây, tiếng ở kia. Ngày này, dương chấp đà mê riêng thông mây mùi tiết. Này dây âm bì hemodynamic disorders. Cảm ơn dương này dây âm bì hemodynamics. Dương trở kết tạo đó cả bánh chạy. Nên đây là distribution, rõ bài này, lùm hô này, rõ bài chiêm hay năng xa thiệt riêu. Lùm hô hay năng rõ bài này chiêm năng xa thiệt riêu đã tới tiết nâng nông khuôn dường. Vậy thì bắt tại biệt thà hemo này về bẹp quan tâm đến chiếm có phần tài cả là dường dường bị hemodynamics cứ dường mình mến bắt đầu sống khăn tại tờ lời chiếm thì cứ bắt đầu sống khăn tờ lời chiếm phóng nâng xa rất thiệt riêu đọc tay tiết nợ khăn luôn dường chẳng cả là dường dường bị hemodynamic status sắp hàn là phép hemodynamic nợ khăn luôn dường cứ dường chọn dường bị lùm hổ hai nâng bầm này chạy nè cá chạy chạy xong tổ lùm hô hai nâng cá chạy chạy chiêm nâng xa rồi thiệt riêu đọc tay tiết nâng khăn ông khuôn dường viết đa tuôn nè tì xong khăn nè nè vẹp bọn tân nâng chiêm hai nâng xa rồi thiệt riêu đọc tay tiết nâng khăn ông khuôn dường đa tuôn nè tì xong khăn nè lùm hô vì mình bỏ cổ đấy có nói mà dường chứ bộm này chạy vì mình bỏ cổ đấy có nói mà dưỡng chứ nè chứ tu tư xa thiết riêu nơi khăn ông luôn dưỡng cái chạy chân chia bị đầm bọn miền này thà nơi khăn ông luôn rồi bỏ dưỡng xa thiết riêu thật nơi bị đầm bọn tí mối cứ nơi khăn ông cao xì cả intracellular fluids មានន័យថាសារធាតុរាវទាំងឡាយដែលនៅក្នុងកោសិកាតំបន់ទី2គឺ extracellular fluids មានន័យថាជាតំបន់ដែលនៅក្រៅកោសិកាសារធាតុរាវដែលនៅក្រៅកោសិកានេះមានប្រហែលជា 26%មានប្រហែលជា 26% នៃសារធាតុរាវសរុបនៅក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹង extracellular fluid វាមានប្រហែលជា 26% នៃសារធាតុរាវទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនយើងបើនៅក្នុងខ្លួនយើងវាមាន45 លីត្រឬក៏48លីត្រណាយើងនេះវាមានប្រហែលជា13ទៅ14លីត្រណានៅក្រៅកោសិកាអញ្ចឹង extracellular fluid វាតំណាងឲ្យវាមានបរិមាណប្រហែលជា 26% នៃសារធាតុរាវសរុបនៅក្នុងខ្លួនយើងតើសារធាតុរាវដែលនៅក្រៅកោសិកានឹងវានៅតំបន់ណាខ្លះអាក្នុងកោសិកាយើងដឹងហើយវានៅខាងក្នុងកោសិកាចុះអាក្រៅកោសិកាហ្នឹងវានៅក្នុងតំបន់ណាខ្លះគេរាប់បញ្ចូលតំបន់ណាខ្លះវាមាន4តំបន់សំខាន់ទី1គឺ intravascular fluid មានន័យថាសារធាតុរាវដែលនៅក្រៅកោសិកាដែរក៏ប៉ុន្តែវានៅក្នុងសរសៃឈាមវានៅក្នុងសរសៃឈាមណាគឺសំដៅទៅលើ blood plasmaទី2នៅក្រៅកោសិកាដែរតែនៅ interstitial fluids interstitial fluid ហ្នឹងគឺសំដៅដល់តំបន់ដែលនៅចន្លោះកោសិកានីមួយនីមួយណាតំបន់ដែលនៅចន្លោះកោសិកានីមួយនីមួយហើយទី3គឺ lymph នេះគឺប្រព័ន្ធទឹករងៃណាសំដៅទៅលើទឹករងៃអាហ្នឹងវានៅក្រៅកោសិកាដែរហើយទី4គឺ transcellular fluid គឺ transcellular fluid នេះ
chẳng thì dễ em vì sao thì riêu đàn nữ tam bà hào nè nè chỉ bị sách cứ bà hào đã có đàn đọc đào epithelial nè bà hào chẳng lại đã có đàn đọc đào chelica epithelial mô nè đôi chân ở khăn nông gặp bình rưu con ở khăn nông sàm bùa rưu con ở khăn nông sàm su rưu cơ anh chẳng việc bẹp bọn tên nâng đâm bọn chân lọ chân lọ hay đà là khăn nông khuôn dưới ngà đâm bọn chân lọ nâng vì cổ rộp đồn đọp đáy tao sẽ chia lý ca epidio mà chia lý ca là ná chia lý ca là nâng chẳng đại là nơi hàng cao cao sĩ cá vì cho chân chia buồn đầm bòn tiết cứ đầm bòn khăn nồng sợ sai chiếm đầm bòn chẳng lọ cao sĩ cá nị mùi nị mùi đầm bòn bà bòn tức rừng ấy hai nâng đầm bòn đại chẳng lọ bà hào niên niên nâng khăn nồng luôn rồi bỏ chương nâng nị cứ chia bòm này trái nây xa rồi thiệt riêu nâng khăn nồng luôn chương nâng chia tu tư xa rạc thiết riêu nè khăn ông khuôn dương nâng anh vì chuyển nẹ quam trổ tự đoàn sốc cập hiếp sốc cập mà là phép rồi bỏ cao dị ca hơi nâng chia lệ cả nè tại sao xa rạc thiết riêu ní dương rồi mình chỗ tiền chiếm hơi nâng xa thiết riêu đọc tài tiệp anh chẳng bảo sân nai chia lùm hô rồi bỏ vì mình bỏ cỏ đấy còn nó mọi dương chứ rồi bài rồi bảo vì mình bỏ cỏ đấy còn nó họ dừng chữ nè chẳng sắp gặp hiệp này cao sĩ ca nâng chia lý ca nâng khăn ông luôn dừng đi vì là sài ta lỡ cắt đá pi chồng bóng tìm mối circulation to deliver nutrients vì là sài ta lỡ chả rắn chiếm đã xâm rạp bánh chún xa rì chết hình chậm miền oxygen, miền xa rì chết protein, xa rì chết scoil, xem xế năng tại trình trầm, cao sĩ cả nế hà năng mập này thử miền hà năng hai bờ sân này chia lùm hô xa rì thiệt riêu hai năng bầm rộ bài này xa rì thiệt riêu nó khăn khuôn dưỡng mình bỏ cái đấy còn nâu tài chư đây nế chẳng vì ở sài mới tiết cứ normal fluid hemostasis miền này thá lùm nâng này xa thiệt riêu nó khăn ông khuôn dưỡng đối chân này sau cuộc phép này cao dị ca rư gọi chia lý ca rồi bỏ dưỡng rư gọi dưỡng này dị ở nghề sẽ đáp thật sau cuộc phép rồi bỏ dưỡng vì mình trông tay à sài tờ lờ cho rắn chiếm đại nôm xa thiệt chỉnh châm nâng oxygen tờ thế tại vì nâng à sài lơ lùm hố hai nâng rộ bài này xa thiệt riêu thiệt chẳng toàn tay lùm hô nâng rộ bài nâng thò mà đá hỏi ca nòm nâng xa rạc thiệt tới chân châm thò mà đá tớp ai ở rạc xa nâng sốc cực hiệp thò mà đá rộ bò cao dịch ca nâng chia lịch cả bàn miền này thá tớp ai rạc xa sốc cực hiệp dưỡng bàn chẳng sốc cực hiệp rộ bò dưỡng đi vì sông khánh à sài tớ lỡ sát thà nạp hiếp hemodynamic status nè sài tờ lơ hemodynamic status nè bê đà vi mân pro cỏ đầy nè bê đà vi mân thò mạ đà ta vi nâng ai cao đà vây vi vi nâng cao đà vây miên vây cao làng nè vi nâng ai cao chưa chùm ngược xìm xìm đôi chìa nè hàm edema nè hàm càng là vì mình pro cỏ đấy này xa thiệt riêu là càng luôn chứ vì ai ca chung ngữ xem xem đôi chỉ hàm cứ xâm đau từ lỡ increase fluid càng lang này xa thiệt riêu là càng ấy càng lang là càng interstitial tissue space càng lang là càng chân lọ cao gì cả hai nâng là càng pro hàng đặt tay tiết là càng luôn chứ nè là transcellular fluid năng việc cao lang
ការណាវាកើនសារធាតុរាវនឹងលើសពីធម្មតាមានន័យថា in excessive amount ក្នុងកម្រិតមួយដែលវាច្រើនលើសលប់ណា in excessive amount មានន័យថា increase fluid in excessive amount ការកើនឡើងនៃសារធាតុរាវច្រើនលើសលប់នៅក្នុងតំបន់ចន្លោះកោសិកានិងនៅក្នុងតំបន់ប្រហោងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងអានឹង នោមឲ្យកើតជំងឺហើមណាហើយយើងសម្គាល់ហើមគឺងាយស្រួលណាបើយើងយកម្រាមដៃយកទៅចុចលើតំបន់ដែលយើងសង្ស័យថាហើមណាហើយបន្ទាប់មកយើងដកដៃចេញទៅវានៅស្នាមណាវានៅស្នាមវាអត់បំពេញបានភ្លាមៗទេណាវាអត់បំពេញបានភ្លាមៗទេវានៅស្នាមឃើញណាបើយើងចុចទៅ យើងចុចនៅកន្លែងហើមហ្នឹងយើងចុចនៅកន្លែងហើមហ្នឹងទៅណាហើយយើងដកដៃចេញវិញទៅវានៅស្នាមណាហើយជាទូទៅគេមានរបៀបវាតម្លៃទៀតប៉ុន្តែនៅទីនេះយើងអត់និយាយពីជំងឺហើមទេយើងចង់និយាយអំពីវិបត្តិនៃហេម៉ូដាយណាមិកតើវាអាចផ្ដល់ជាបញ្ហាអ្វីខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែលើកលក្ខណៈនៃជំងឺនីមួយៗដែលវា បណ្ដាលមកពីអតុល្យភាពនៃ hemodynamics status ណាយើងមើលហើមហើមហ្នឹងជាទូទៅវាអាចមានហើមជាទូទៅហើយនឹងហើមតាមតំបន់ណាគេហៅ generalized edema ហើមជាទូទៅនឹងមានន័យថាហើមនៅទូទាំងដងខ្លួនរបស់យើងតែពីសណាយើងសង្កេតឃើញមាននៅក្នុង nephrotic syndrome ប្រាងហាសង់ដ្រូម nephrotic មានន័យថាជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រជុំសញ្ញាតម្រងនោមណាតម្រងនោមយើងច្រោះមិនប្រកដីធ្វើឲ្យសល់ជាតិទឹកច្រើនណានៅក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យហើម អានឹងហើមជាទូទៅណា liver cirrhosis ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងជំងឺថ្លើមដែលធ្វើឲ្យវាស្ទះចាល់ឈាមណាឬក៏ធ្វើឲ្យមេតាបូលីសមិនប្រក្រតីបាត់បង់មិនមានជាតិអាល់ប៊ីមីនគ្រប់គ្រាន់អីចឹងទៅណា ចឹងវាធ្វើអាចហើមជាទូទៅmalnutrition ណារបបអាហារមិនត្រឹមត្រូវរបបអាហារដែលវាខ្វះខាតនៅពពួកប្រូតេអ៊ីនជាពិសេសណារបបអាហារដែលវាខ្វះពពួកប្រូតេអ៊ីនកាលណាខ្វះពពួកប្រូតេអ៊ីនខ្លាំងវាធ្វើឲ្យហើមណាវាធ្វើឲ្យហើម heart failure សោយជំងឺខ្សោយបេះដូងជំងឺខ្សោយបេះដូងធ្វើឲ្យចរន្តឈាមមិនមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់មិនមានសម្ពាធគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងវាក៏ធ្វើឲ្យហើមដែរឬក៏ខូចតម្រងនោមណាឬក៏ខូចតម្រងនោមមិនអាចច្រោះទឹកចេញក្រៅបានក៏ធ្វើឲ្យហើមដែរនេះជាការហើមជាទូទៅក៏ប៉ុន្តែវាមានអាហើមតាមតំបន់តាមកន្លែង តាមមូលហេតុជាក់លាក់គេហៅ localized edema នេះដូចជា deep venous thrombosis ណាវាមានការស្ទះនៅកំណកឈាមនៅតំបន់ណាមួយណាស្ទះនៅកន្លែងកជើងអីចឹងទៅធ្វើឲ្យឈាមវ៉ែនមិនអាចបញ្ជូនឡើងមកលើបានវាចាល់ឈាមធ្វើឲ្យហើមនៅប្រអប់ជើងអីចឹងទៅណាpulmonary edema ណាអានេះគេហៅ ទឹកក្នុងសួតប្រាងហៅអូអពេនេះគឺសំដៅទៅលើទឹកនៅក្នុងថងសួតមិនស្រាមសួតទេណាទឹកនៅក្នុងថងសួតមានន័យថាវាហើមសួតយើងនិយាយថាហើមសួតណា ក៏ប៉ុន្តែការពិតសំដៅទៅលើការដកទឹកនៅក្នុង
thòng suốt nè. Brain edema miền này thà hàm khu cơ bá. Hàm khu cơ bá là xa cả ba tầng kịch em xem xếng. Vì thật vừa ở khu cơ bá làng hàm mình chẳng tới. Rứa có lymphatic edema hàm nó tam đồng bọn rập bọn tất cả ngấy. Đôi chìa côn còn đol nè. Rồi liệt côn còn đol thật vừa hàm mấy nắng nè. Đại dương hàm về cái hàm nó cần liên rồi cái hàm nó tam bản đại tất cả ngấy đại dương cho nam cha cha vậy ta làng côn cái đó làng côn cái đó lấy tiếp tới làng cái hòm này hay làng chư ấy nó anh ấy cứ bắp bòn lymphatic này lymphatic edema anh chẳng biết chạy chân chi bị bắp hết bắp bòn tận năng hàm nó giờ tôi tăng mua là hết đại bản đại lời hàm nó những đắng ấy mua là hết đấy cứ bị bắt nó hemodynamic status này bị bắt nó hemodynamic status tại bờ sân kết ai lòng bắt với bị bắt nó với ai miền tràn này bị bắt nó với ai miền tràn mùa hai trẻ lẹ tràn đôi chia low albumin qua xa chết albumin nó không cao dịch ca nó không sợ sai chiếm với tất chế đẹp chân cao sợ sai chiếm cao dịch ca thua lãng hàm này đôi chì allergy có thua ai hàm obstruction of flow stèh nó gần lại nà muối mình ai nôn chọn xa thiệt riêu là một bầm nè bằng chân chào bán có hàm hetroma nè cà bát tình kích cà bà có ai thua ai hàm cà bà bà thân nằm muối chùm nguồn medication có thua ai hàm đa đôi chì phục vụ steroid của ai nâng pregnancy nè cà miền tây buộc cà miền cô nắng có ai còn đà lời hàm đá hai chùm ngư đà vì ngân ngân môi chùm nuốn có ai còn đà lời hàm đá chùm ngư thả ấm nè chùm ngư bể đồn xaoi bể đồn stè xaoi bể đồn có hàm chùm ngư đầm rong nôm có hỏi hàm đá chẳng à mù là hết hàm nắng biên miền cho là ta tiếng ổn nóng thấp nữ nóng này đại viết vừa ở bác bộ đó là hemodynamic status nè. Nhưng chỗ đó thì bị cả ngay viên miền hemodynamic status bà nhà hả miền này thà cả ngay miền phía mình bỏ cả đây tờ lời hemodynamic status mình miền rộp mình chỗ là hàm đi viên miền cho là nè thì mùi hàm thì bị vì ai miền hyperemia and congestion nè. Hyperemia sai tới chi hyperemia hyperemia nưng គេ ថា គឺ ជា active process គឺ ជា ដំណើរការ សកម្ម resulting from an increased flow កើត ឡើង ដោយ សារ តែ ការ ហូរ ចូល ណា of blood into a tissue because of arteriolar vasodilation.Chẳng là vậy thà cứ chìa đồng nà ca sạc cam mối đà ca làng đời xa đại ca ca làng này chiếm nè tự khăn nóng nè ca làng này chiếm tự khăn nóng chia lý ca đời xa tái à sở say chiếm tối nó tí nó vừa rì chẳng vừa rì tới chiếm cơ hôm chẳng lái có bốc tơ xâm đau nó cần lại rị năng việt phở ở hyperemia nè hyperemia nó về miền lệ cả nạp xe rồi bảo về nè commonly occur in exercising skeletal muscle or acute inflammation việc cắt lăng chọn đại bề là dương thở exercise lăng tức là sạch đông về rí nè vừa làm hạt trang lăng sạch đông về rí chẳng chiếm năng rất tư có kênh nó tin đâu rứ có cát lang chỉ những nhóm đời xa tại miền cà rồ lịa inflammation nè cà rồ lịa nếu bé đại viêm miền hyperemia cái sự kết khởi thả nơi cần lại đại miền hyperemia nô nè miền này thả phát tissue nô cần lại đại miền hyperemia nô lang cơ hòm nè lang cơ hòm đời xa tại viêm miền cà có kênh nơi cao dịch cà chiếm nè
Tại sao ta vì miền ca có cánh nơi cao sẽ ca chiêm đài miền oxygen miền này thả. Tại sao ta vì miền ca có cánh nơi chiêm cơ hồn. Chẳng, thua ai cần lại nốt lớn cơ hồn mà nắng hai phở rì miền nè. Chẳng nói ai, congestion cứ tùy khả nè, tùy bị hai phở rì miền bình. Cứ xâm đạo đó passive process. Miền này thả xâm đạo đó là đầm nà ca ạ à sạc ca muối đài là cát lang đài xa đài ca khôi khát nây lùm hô chỉnh đài cát lang đài xa đài ca khôi khát nây lùm hô chỉnh miền này tháp vị bắt lùm hô chỉnh mình ai hô chỉnh tại bàn lượn nơi chiếm vì cần lại chia lì cả vô tam thò mà đá tê đài sổ say ạ tê nòm chiếm tới chân châm chia lì cả rút chiêm đó nâng prai khai bị chiêm đai xâm bồ tờ đai oxygen tờ chìa chiêm đai xâm bồ tờ đai xâm carbonic chẳng dì ở nghề gió tha vì prai khai bị chiêm cỏ hóm tờ chiêm khám ảnh rư gồm dàng thiết vì prai khai bị chiêm ạ tế tờ chiêm vẹn nè chiêm ạ tế chứ chiêm là nôm tới trình chấm, nôm oxygen, nôm xa thiệt tình chấm, nó gọi là anh tissue. Nó phê là tissue pra oxygen, pra xa thiệt chấm hết. Chiêm nếu có ọ, nè, oxygen, có khai tới chia chiêm, đại lạng bộ cầm màu. Hai chiêm cầm màu ní, nâng bình chun tam vèn, tam xa xay vèn, nè, ta lọc màu vinh, làm bấy chú bộ ta suốt, ta đổ oxygen, nè. Chân, tam thôi mà đá viên chân, nếu bên mũi đài nếu bên mũi đài chiêm năng vi ọt tà lọc tà vĩnh vi nếu có cánh vi đồ hái vi pra hái vi ọt tà lọc tà vi nếu có cánh còn chẳng có nòm ái stia năng có bàn tay stia năng cứ stia chiêm chanh miền này là chiêm vi ọt chanh tà pra hái vi nó sol năng vi ọt chanh tà rút chẳng nơi đầm bòn năng vi làng bộ ấy vi có làng tà chìa bóng phai blue red nè affected tissue appear blue red đại sai đại sai chiêm đại sai nó sắp tới chỉ chiêm đại pra ruột chỉ chiêm đại miền usman carbonic tràn ở miền oxygen chẳng chiêm năng chiêm cầm màu chẳng là về đại việc chà là kháng có đồng bọn năng lang po spy lang po cầm màu nhé lang po cầm màu há chia tu tới việc chờ là cả miền là về đại bệ đồn sao chẳng người bệ đồn sao nhé locally as in isolated venous obstruction rưu mùi có vía cát đại xa tái miền cả lại anh xa xay vay nà mùi nó stia mình ảnh nó mà chiêm vay nâng làng mà đồ dàn bán chẳng chiêm đại stia nó sắp xăng chỉ chiêm đấy ra rưu chẳng vía làng bố cỏ màu nè bởi dương mơ nó tin đi dương ai dô bàn chẳng nghĩ ní chia đầm bọn tissue đại pra oxygen ประปรา สารเจตจำ นี่จะสดใสเตี้ยได้น้อมเชียมกระหอมเมา จังการนาสดใสเตี้ยได้น้อมเชียมกระหอมเมา เนื้อเปลือยได้ลำบานที่ชูนั่งล้างระเลี้ย สดใสเชียมกระหอมได้เนื้อตีนี้เวริทม ได้สาแต่ปฏิกรรม สดใสเชียมเนื้อตีนี้ริทม จังเชียมกระหอมแต่งหลายยามก็กันเนื้อตีนี้จราน họ còn làng tràn tới chặt xiêm cả hòm là tin đi tràn tới đập bắn nó còn làng cả hòm làng cầm đá đại dương hà thá hyperemia nè hyperemia tới từ vịnh nửa bên mũi đại cao sĩ ca chi lịch ca nó tin đi pra xiêm cả hòm ruồi chẳng là so cả sầm nói xiêm khăm áo co hô tam so sai vẹn chân tới nè và mỗi đông sầm đại tới đồ oxygen nó xuống đó. Đó là phê về chân máu vì ọt ai chân ruột vì stea nó lại nè. Stea nó lại nè chẳng là chiếm được pra ruột nó nè. Vì chân nó lại nè. Đó là phê về chân tới vì làng bố sva bố cầm màu. Đại sao chiếm nè chứ chiếm đã là pra ruột. Chẳng vì có làng chân hay đầm bọn chân nó còn làng bố riêng cầm màu. Anh ấy hay congestion. Chẳng stea đôi khả nè. Chân chiếm đôi khả nè. Nếu bây giờ chào chiếm cỏ hôm, nếu kì hào hyperemia, nếu bây giờ chào chiếm, khám ảnh nếu kì hào congestion, nè. Anh chẳng biết bây giờ chào chiếm,
dương trai dọc bì bù gà nà ăn dọc lần đê, dương mưa at about eight, vừa dương anh, mân dọc clum sap bắt cọt nầy, at about nè. T bay, hemodynamic status imbalance, vi ác bàn đà lai, robin chol tiang bò bù, hemorrhage, nè, ca hô chiêm, robin chol bò bù, hemorrhage. Ca hô chiêm, dì tu tớ, ca hô chiếm miền này thà chỉ ca hô nữ chiếm chân cơ râu sò xoay chiếm nè. Ca hô đầy chiếm chân cơ râu sò xoay chiếm dương hào hemorrhage. Hai ca hô ní về chai chân chế bì về chân cơ râu sò xoay chiếm đi khá nè có bàn tay về chai chân chế bì à mùi về chân cơ râu sò xoay chiếm mên có bàn tay về nấu khá nông khá luôn dương. Ở tiêu họ đạch sợ sai chiếm nó khăn ông bố viên bảo dưỡng. Chẳng về hô chiếm chanh bị sợ sai chiếm đây. Có bàn tay về hô nó khăn ông luôn dưỡng. Mới tiết đạch sợ sai chiếm nó khăn ông khu khả bảo. Về hô chiếm nó khăn ông khu khả bảo. À nâng kê hái internal hemorrhage. Có bàn tay mới tiết hô chanh mà kào đôi dương một đáy. Dương một đáy khơi chiếm hô chanh mà tọ mà kào. Chẳng hạn năng kỳ hào external hemorrhage. Miền này thá, chìa ca hô chiếm chanh cà rào khuôn dưỡng nè. Hay nè khăn ông phần này, bếp à ca hô chiếm kháng khăn ông lý, cổ thân ạ đời xa chuẩn ca dương ạch bàn đẳng nè. Dương ạch bàn đẳng. Hô tạch dương ạch bàn đẳng, đòi bếp lắng bia hô bếp nè. À hô chanh cà rào dương sân ốc đắng nè, vừa mơ khởi nè. À hô nè khăn ông khuôn dưỡng, đôi chìa ca đại trả sai chiếm khăn ông khuôn dưỡng lấy. Để khá dương và bạc đẳng nè. Tị buồn. Hemostasis. Nè. À nâng có bẹp bọn tân năng dân là ca hemodynamic đẻ. Cả là về miền ca hô chiêm, miền ca đạch miền ấy. Nó khăn ông luôn dương về miền bọc bọn. Về miền dân là ca xoay bọc bọn mùi. Để kỳ hào dân là ca nô thái. Hemostasis. Miền này thái. Dân là ca ca hồ chiếm. Nè, dân là ca tốc ca hồ chiếm. Hemostasis. Ta dân là ca nó dàng mạch. Nếu bế đại là. Nếu bế đại là miền ca đạch này sở sai chiếm mùi. Ở tiêu hồ. Nè, ở tiêu hồ này. Nếu bế đại miền ca đạch này sở sai chiếm mùi. Nông luôn dưỡng bảo bọn xoay bảo vọt. Bảo bọn xoay bảo vọt. Nông luôn dưỡng việt phơ ca. Nè, việt phơ ca đồng bày tốc chiếm luôn việt. Tôi dương mình bán đăng cái đời. Một tiêu hoa tha việc đạch sai chiếm tội người nó khăn khu khá ba. Rồi còn nó khăn ông gặp bê hay đó. Dương ạch bán đăng bên. Có phần tài luôn dương việc đăng. Luôn dương việc nâng ạn vọt nơi dân là ca xoay bảo vọt. Đảm bày tốc nơi ca hồ chiếm nông. Tạm đặt phiếp đá. Bảo bọn xoay bảo vọt ai thừa bản. Bởi việc đạch tách tuốt bảo bọn xoay bảo vọt ai thừa bản đòi chụp chỉ. Dương mình tiền đăng phòng. Dương mình tiền đăng phòng. Chẳng ta bảo bọn tốc chiếm xoay bảo bọn đi. Việt phơ ca dạng mạch. Tí mùi cứ viên miền dân là ca vascular spasm. Ca còn trạng. Ca còn trạng nơi sở say chiếm đại đạch năng ạ. Nhé. Ca tiên còn trạng nơi sở say chiếm đại đạch năng. Đầm bầy ở viên cùng ở rì thùm. Nhé. Ở viên rùm tội. Nâng bầm nón chú ý. Tốp cầm ai chiếm hộ khẳng nè. Tí mùi hả năng nè. Tí mùi. Tí bì. Cá bằng cá chìa platelet plaque. Nè. Miền này thả. Cá bằng cá chìa bẩn tè plaque. Bẩn tè. Nè. Bẩn tè plaque. À bẩn tè nào. Plaque đàn nào nông plasma nó. Vìa tập cỏ. Nè. Vì được cọ chia bằng tẹt đầm bấy chui tục cầm áo chiếm hô chanh cáo. Sở sai chiếm việc tục là cả lại mục sở sai chiếm đã đánh này. Chẳng việc bằng cá chia bằng tẹt là kẹt nắng. Chẳng cá tí bầy việc bằng cá chia chân nọc. Blood clot chân nọc nè. Mên đây thả crop chiếm việc bằng mốt đông khăn đô chia tư chia chân nọc đầm bấy tục ở cả lại như rắn đá. Đại vì
hồi chiêm năng nè việc bằng cá chia nọc tam rồi dạ cầm nọ chiêm nè miền đây là chiêm khoa chiêm năng việc cọ tàu chia nọc nè việc cọ tàu chia nọc đầm bầy túc nơi đầm bắn còn lại đan miến hồi chiêm năng nè chẳng mơ dương mơ do nà cá tiếng bầy ní sót tay chỉ do nà cá đá chui túc nè do nà cá đá chui túc nơi cá chiêm hồ nơi pê đà sa sai chiêm lại nà mùi đát tí muối viên miền do nà ca muối sẽ xây chiếm tiếng tiếng ai rùm tốt tì pì viên bằng ca chia bằng tè nơi cọp phạt cài tiếng lái bằng một đồng khả nế nế tì bầy viên bằng ca chia chất nọc tam là dạ cọp chiếm cọp hôm tiếng lái và cọ bằng một đồng khả nế hai trong cái đó viên bằng ca chia sở xây chọc chùm non chọn chọc nữ nế dân là ca đang bày hàng lừa bằng bằng nắng vía rùm khả nế tam rực dạ sọ say khi hai bộ fibrin bộ ấy nắng vía thuở sát chọc khả nế nè eventually grow fibrous tissue miền này thả bằng cá ban chia lì ca sọ say đại vía chia bằng đông này chân nọc này platelet này bằng tia sợ sai chiêm tượng là nắng châu lục liên tới nè bằng cá ban chia rộ bằng môi dạng rừng mỏm hỏi thật nữ chia ở chân trầy nè chẳng chiêm chụp hồ nè về đà nắng về tới chia lịch ca bật chật chẳng hái về lại hồ cả đây chẳng đi cứ chia do nà cá nà khăn ông luôn rồi bỏ dưới cái hào do nà cá hemostasis chẳng hemostasis này khi mình chạy về cả làng đòi xoay bảo vọt nè dương ọt đang đăng thế cứ bảo vọt luôn dương chuyện nè bằng chia đòi xoay bảo vọt nè thì muối sở sai chiêm ngân ra thì bị cả chiêm bằng tẹp là cái thì bay bằng cả chiêm chân ốc thì bốn xâm bọn chọn chiêm xâm bọn đang bay khẳng lơ nó ngay càng tài rừng mua bằng cả bàn chia lì cà làm bay bất chất nơi ron đá hồ chiêm năng ai nè chẳng hạn năng cứ hemostasis thrombosis có bẹp quan tâm năng hemodynamics đấy nè thrombosis cứ xâm đạo đó formation of solid or semi-solid mass nè việc thật thrombosis cứ xâm đạo đào cả cát là nơi đồng đài rừng rư cơ vẹ căn bà rừng nế đòi xa tại xa thiệt tình lại nơi khả năng chiếm nế nơi tám sọ sai chiếm rồi bỏ dương nè nơi tám sọ sai chiếm rồi bỏ dương miền này thân nơi khả năng sọ sai chiếm rồi bỏ dương vì ai cát thrombosis miền này dạng mạch miền này thà sọ sai chiếm rồi bỏ dương nắng nơi phần này khẳng khăn ông rồi bỏ biết vì ai làng cà làng cọ đời xa tài chiêm cọ rồi cọ xa là thiệp xìm xì nơi khăn ông chiêm nắng vì tự cọ nó tam xa xài chiêm nắng cọ tới vì làng cà làng chiếc đồng hà nắng chỉ mù là hai thua xe xài chiêm đài nơi về đời việc cọ trả nắng chẳng ảnh nắng à ca cọ nó phần này khẳng khăn ông này xa xài chiêm nắng kì hạ thá thrombosis nè thrombosis giờ tôi tới viên miền factor để bằng co lẽ cả nạ ở cả là nó thrombosis này đôi chi endothelial injury ca pa từng kịch robot nam này chia lịch ca nó càng khăn nông do sai chiếm nắng chia lịch ca nó tam bẩn tẹt do sai chiếm càng khăn nông nắng việc pa từng kịch dễ chẳng tới việc vừa ở việc slash nam vừa ở việc ai bằng co lẽ cả nào ở cả chia thrombosis nè tiếp stasis or turbulence of blood flow tiếp cứ chal đây lầm hồ chiêm bên đây ta lầm hồ chiêm việc ọt đầm nào cả pro cả đây việc tới dứt chân muốn rồi có việc vừa đầm nào dứt maintain nè chẳng cần là lùm hô chiêm về dứt về miền nào cá tê hai về miền nào cá cọ về miền nào cá cọ này về miền nào cá
កកនៅតាមសរសៃឈាមផ្នែកខាងក្នុងហ្នឹងព្រោះតាមធម្មតាល្បឿនឈាមយើងត្រូវតែប្រព្រឹត្តទៅតាមលំនាំនៃកម្លាំងបេះដូងពីធម្មជាតិតាមចលនាច្បាច់នៃសរសៃតែនៅពេលមួយដែលកិច្ចការអស់ទាំងហ្នឹងធ្វើអត់កើតល្បឿនឈាមវាអាចខ្សោយខ្លាំងវាអត់ចង់ហូរទៅមុខអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកកណាវាអាចធ្វើឲ្យកកនៅតាមសរសៃឈាមហ្នឹងដែលយើងថា thrombosis ទី3 blood hypercoagulability មានន័យថាឈាមវាឆាប់កកពេកនិយាយឲ្យស្ដាប់ណាយើងកើតអាចជំងឺដែលឈាមឆាប់កកពេកណាដល់ពេលវាឆាប់កកវាធ្វើឲ្យងាយនឹងកកនៅតាមផ្នែកខាងក្នុងនៃសរសៃឈាមដែលបង្កើតបានជា thrombosis ណាអញ្ចឹងនេះជាកត្តាមូលដ្ឋាន3ដែលអាចធ្វើឲ្យកើតមាននៅ thrombosis អញ្ចឹង thrombosis ហ្នឹងគឺវាកើតនៅតាមកន្លែងណាមួយនៃសរសៃឈាមវាកើតនៅខាងក្នុងសរសៃឈាមហ្នឹងនៅតាមបន្ទះខាងក្នុងនៃសរសៃឈាមផ្នែកខាងក្នុងនៃសរសៃឈាមវាកកក្រាស់ទៅក្រាស់ទៅវាអាចធ្វើឲ្យសរសៃឈាមនោះស្ទះណាវាអាចធ្វើឲ្យសរសៃឈាមនោះស្ទះហើយវាក៏ជាមូលហេតុនៃជំងឺ stroke ដែរអាហ្នឹងណាបើវាស្ទះចំនៅកន្លែងក្នុងខួរក្បាលវាធ្វើឲ្យយើង stroke ណាមួយទៀត embolism នេះក៏កំណកឈាមដែរណាកំណកឈាមដែរ embolism ក៏ប៉ុន្តែវាខុសពី thrombosis ខុសយ៉ាងម៉េច thrombosis វាកកនៅតាមកន្លែងណាមួយជាក់លាក់នៅក្នុងខ្លួនយើងមានន័យថាវាមានទីតាំងរបស់វាវាកកើតនៅកន្លែងសរសៃឈាមណាមួយនោះហើយវាចេះតែដុះក្រាស់ទៅក្រាស់ទៅនៅតំបន់ហ្នឹងណាអាហ្នឹងយើងហៅ thrombosis ដល់ទៅពេល embolism អត់ទេវាច្រឡាត់មានន័យថានៅពេលដែល thrombosis នោះវាដាច់ទៅវាដាច់ទៅហើយវារសាត់ទៅតាមឈាមណាដល់ពេលវាទៅកន្លែងសរសៃឈាមណាដែលរៀងតូចតិចទៅវាធ្វើឲ្យស្ទះកន្លែងនោះអញ្ចឹងអាដុំដែលដាច់ចេញទៅហ្នឹងគឺជាដុំគេហៅ emboli ណា emboli អញ្ចឹងវាខុសគ្នានៅត្រង់ហ្នឹងទេការពិតវាជាដុំដូចគ្នាវាជាដុំកំណត់នៃសារធាតុក្នុងឈាមដូចគ្នាតែបើវាកកនៅនឹងកន្លែងគេហៅថា thrombosis នៅពេលដែលវាដាច់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងរសាត់ទៅគេហៅថា embolism ណាបើវាស្ទះកកស្ទះនៅនឹងកន្លែងគេហៅ thrombosis នៅពេលដែលវាដាច់រសាត់តាមសរសៃឈាមទៅស្ទះនៅកន្លែងណាមួយគេហៅ embolism ឃើញទេអញ្ចឹងវាខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេអាកន្លែងហ្នឹងយើងតើច្បាស់ណានៅកន្លែងហ្នឹងហើយពាក្យនេះគ្រាន់តែបញ្យលទេណាដោយខ្ញុំបានបញ្យលបាញ់មិញអញ្ចឹងមួយទៀតគឺ infectionយើងហៅ infection នេះគឺសំដៅទៅលើការខូចរលួយណានៃសាច់អញ្ចឹងកាលណាអាសាច់វាស្ទះវាខូចរលួយទៅណាគេថា infection គឺ an infect is an area ischemic necrosis ឃើញណាគឺជាកន្លែងនៃដែលវាកោសិកាជាលិកានឹងវាខូចរលួយដោយសារអត់មានអុកស៊ីហ្សែនទៅចិញ្ចឹមដែលវាកើតឡើងដោយសារការស្ទះនៃសរសៃឈាមសម្រាប់ទៅចិញ្ចឹមណាឬក៏ venous drainage in a particular tissue ហើយពេលខ្លះវាបណ្ដាលមកពីសរសៃវ៉ែនដែរនៅជាលិកាមួយចំនួនណាដល់ពេលវាស្ទះទៅចាល់ខ្លាំងអាសៃឈាមក្រហមក៏វាទៅអត់រួចដែរអញ្ចឹងតំបន់ហ្នឹងអត់មានអីចិញ្ចឹមវាអាចទៅជាស្អុយវាអាចទៅជាខូចកោសិកាងាប់កោសិការលួយអញ្ចឹងពាក្យថា infection គឺសំដៅទៅលើការរលួយនៃសាច់ការខូចរលួយនៃសាច់ដែលបណ្ដាលមកពីខ្វះអុកស៊ីហ្សែនទៅចិញ្ចឹមព្រោះសាច់របស់យើងកាលណាខ្វះអុកស៊ីហ្សែនជាលិកាកោសិការបស់យើងកាលណាខ្វះអុកស៊ីហ្សែនចាំវានឹងនេក្រូហើយមានន័យថាវានឹងខូចរលួយហើយណាងាប់ខូចរលួយហើយអញ្ចឹងអាតំបន់ដែលអត់មាន
oxygen tới châm hay thua khôi rồi lùi nắng dương hám infection nè. Mới tiết cứ disseminated intravascular coagulation miền này thá xong đau thật đó an acute miền này thá sử dụng nè rứa có chronic thrombohemorrhagic disorder occurring as a result of progressive activation of coagulation pathway beyond physiologic set point. Mình nói thả, cứ xâm đau tốt đó cả cao chia trombo đã thua ở miền nè, cả hồ chìm vì ai xa rồi sao rồi có ai rằm rảy nè, cả làng đã xa tay cả ta đã thua ở chìm cọ vị bắt chìm cọ nè, thua ở vị bắt vì ai cọ lươn chìm vì chập cọ ấy chẳng tới chả ơn cầm lại chẳng tới nè. Đại vị bát năng viên lơ hầm pi cầm rạch thoa mặt đá vừa thoa mặt đá tài nhân vị bát tịch tuổi của bàn tay nó về đại viên lơ pi cầm rạch thoa mặt đá việt thứ ao miền cà rìa đà này thrombosis chỉ cho ra nó khả năng luôn dường năng nè chẳng bàn kịp ra biệt hạ disseminated rìa đà nè viết cho ra anh cà pi chẳng ngữ đọt tay tiệt secondary to a variety of disease nè. Việc làng tràn đặc cát làng chung ngữ đọt tay tiện đôi chia chung ngữ thả lạm chung ngữ ấy nắng việc ách phư ai miền bị bắt metabolic đại chiên rồi hô tổn đó cả disseminated intravascular coagulation nắng ngày nè hai anh đi chia chung ngữ thông ngọn nè việc chia chung ngữ thông ngọn vì vừa cả là việc cả làng là thrombohemorrhage như cho ra cần lái phư ai cầm rêu cầm hai đó là chỉ vật rồi bỏ dường lượn nè. Trong cõi này cứ short này cả là dương dây pi hemodynamic status short cứ chia phần này đã dùm khả năng đã trở kịch đoạn nè của dương hào rằng hào short ta sẽ tới chia short nè short cứ chia state state cứ chia thành hiệp mùi in which there is failure of the circulatory system to maintain adequate cellular perfusion. Né? Mình này thá cứ chứa sản phẩm mới. Này ca bà ra chạy. Né? Rồi bỏ bà bán chiếm rốt. Đảm bày nôm chiếm. Tại đó cao sẽ cả. Né? Cứ chỉ sản phẩm mới này cả bà ra chạy rồi bà bà bọn chiếm rốt nắng nóng cả nôn chiếm ở đó cao sẽ cả bàn trầm trời nè của cả nôn chiếm ở đó để bành hạ resulting a widespread reduction in delivery oxygen and other nutrient to tissue nè đàl bằng coi miền này cả chốt thôi nè đại bằng coi miền ca cho thói nè ca đan oxygen hay nắng trong này hà xem xem ta đó chia lịch cả của cana propon charon chiêm para chi nè khăn ca cột cong chiêm ta đó chia lịch cả vì nè vừa ao oxygen có khóa vừa ao sa chia thành chấm có khóa đài nè hay cana việc cắt lang sẽ mẹ luôn dương từng mũi miền này thà việc quá tràn cả lạnh phù việc para chơi chia propon para chơi nó propon chiêm rót bao dương nè trong cả bình chun chiêm ta đào thì tăng đam bay bầm rã nó cao sĩ ca nè chia lịch cả đào về việc para chơi trong cả bình chun chiêm ta đào thì tăng việc thưa ấy chia lịch cả cao sĩ ca nó không luôn dương chia tràn nè việc quá oxygen quá sa chia tinh chậm chẳng hạn nè khi hao thá sọc nè chấm tiên chấm nắp ở rõm mùi bộ chấm cắt xong quá là miền miền bảo cứu bếp bếp lạc quạt miền ca chân lắm sốc mần mến xong đáu tờ lơ xa mà rõ đầy tì nè ọt bẹp bọn nâng ọt dô xa mà rõ đầy dô màu viê đầm lại sốc tì nè mần nước sốc
còn nơi về khá nơi dễ lên cho mỗi dương nó dễ bàn nè, nó dễ bàn tái quạt sọc nè, chẳng công kịch bị ứng sọc nâng sẵn lọc nè, cô ma hơi nâng sọc nè, miền này tha sẵn lọc hơi nâng sọc nâng cứ chìa rưỡng bị xình nè, bởi dương dễ em bị rưỡng sẵn lọc tớp dương về em lấy tớ lơ xe mà ra đây tái bởi dễ bị rưỡng sọc khi ở về đầm lấy từ lớn mà đây thì cứ kì về đầm lấy từ lớn sát hàn phép này bảo quan chiêm rập tam rịa cả vua nỡ sầm biệt chiêm hai nâng cả biên đặt chìm trò nè chỉ biết cứ sầm biệt chiêm chẳng nỡ pe là sầm biệt chiêm lệ tiệp nè lệ tiệp systolic khom bầm bảy nè ở tiêu hóa systolic khom bầm bảy kê thao sọc à nè sọc à nó phải được sốc dương cá quá nó dễ cho mỗi dương bạn nè nghe cho ngữ nó dễ cho mỗi dương bạn nhưng chẳng công cho lòng nè mũi tiết dương cá systolic bùa men systolic bùm buôn có bằng tay diastolic lang đoàn bùm bay cả lá chọp khả nế bằng hẹo tăng xong tăng xế miền này thá bia chọp khả nế bia ớt khliết khả nế nè à mũi bùm buôn à mũi bay cả lá chọp nền chẳng à nó có sốc đấy systolic nó khô cả đói tai bà diastolic vẫn đang chộp cái bài năng đấy vì ăn miên cầm liền nhé mình chẳng hạn nó có à tăng trong tăng xe nó có sốc đấy nhé mình chẳng dương về đầm lại sốc cứ ai từ lỡ xâm phiết chiêm ai từ lỡ ca về đầm lại này sạch than nạp hiếp chả ròn chiêm nơi khăn nông ca phải đol nhé oxygen hay năng chụp này hát ở đó chỉ cả dương ắt về đầm lại tờ lỡ xem ở đây thì nè cầm chân làm anh nè chân sọc đi về chạy chân chia tràn nè tập thể đời xa dương ắt lầm ắt tại bờ phần này càng sân cơ hoàn toàn kênh dễ mê riêng sóc kênh dễ lầm ắt nè tại dương dương riêng chia về phần năng hemodynamic status chẳng khoảng đặc đẳng sắp về chai chanh chìa bay bạp hệt hypovolemic shock mẹ này thả shock đài bằng đàl một bì cả chốc thôi này bà rà màn xa thiệt riêu nó không sai chiếm nè mẹ này thả nó không sai chiếm rồi bây giờ nó bà rà màn chiếm nó về thật lẽ chốc lăng đại sa ca hô chiêm rưu co đại sa ca tạp xem xế việc thua ôi xâm biết chiêm năng việc thay lẹ cho hỏi nhưng đang xếp với thà bà sân này chỉ bà mán nó khăn nông xa chiêm nó khăn nông xa chiêm năng việc thay lẹ cho xâm biết chiêm bà gọt chía thay lẹ cho hỏi nè à năng nôm ôi sọc đè tí bí cứ cạt dô dân nịch sọc mê nê sọc đại sa tay một người bè đồn bé đôn nếu mình miễn lập tập hiệp cho bắt chiếm bình chun từ tam sở say chiếm ở bàn trầm trừ sau vậy người sẽ đặt thật sau và việc sau chẳng việc cho bắt chiếm ở bàn khăng ở bàn bình chun cho ron chiếm từ bàn bình bẩn tục bỏ vía nè à năng việc mình khơi bị tự vô tự dưỡng này nè nở là dưỡng bảo pê class tức sẽ bảo ọt hồ tọ hạt ấy bàn tức bị ọt hồ màu xâm biệt tức nâng bia lại ngọt đó nè xâm biệt tức là ngọt đó chẳng nó bây giờ xâm biệt tức là ngọt đó tức nâng bánh choài nè xài chiêm dương đôi khăn nền chẳng nó bây giờ bệ đông ra bòi dương bình miễn lập việc cho bạch bà rà màn chiêm ở bàn cực con chẳng lùm hô chiêm nó khăn năng luôn dương biết sao ấy đập tao chỉ sọc nè chẳng là nâng cái hào cạn dô chân ích sọc sọc mới tiết cái hào distributive sọc đã cạn lăng để xa cả ta xem xỉn đôi chỉ cả ta sắp tích miền này là cả ta bằng co rốt miền rốt liên biên thôi miền bắt được cam chờn cái lấy say chiêm nó rí khăng o đó bây giờ say chiêm rí khăng o tôi bay đôn khăng mấy cái đó rồi cho bắt chiêm ọt ọt cao sầm biết đây vì bố về rí nhé từ dấu thua cả tân mê đáy đó bây giờ rí tập tân mê chướng miền tà rà màn tức cầm lăng ná từ và cao sầm biết về cao nhé chẳng nó bây giờ về sắp tí xâm mỹ
Disseminated intravascular coagulation, we mean infection, we mean embolism, né? We mean thrombosis, we mean hemostasis, né? And hemostasis, tỷ bốn, we mean hemorrhage, tỷ bảy. We mean hyperemia congestion, nah? Hyperemia congestion. Hay nang we mean edema, nah? Edem, mean nay tha hâm. Nay. Edema dal khnong nang khnyom ban banghai ampi mul hat khlai khlai le lom khnie chang tae. Chang an ni yeung kran tae leuk lang truh truh ampi chung cư tàng lai rồi có vị bắt disorder phép mình pro cái đây tàng lai đại bẹp quan tâm năng hemodynamic nè chẳng hemodynamic disorder nâng khi bàn lời do phạm buồn chung nói do màu bị phía xa hay bà xa nai chì bụi dường chung ngò ấy cái lấy nè ai xua bàn nè nhóm bình chọc ca thử bắt bằng hành bằng năng nè được cho mình chạm miền xâm lúa ai sửa bàn. Ok.